Vào khoảng đầu năm 2023, một hiện tượng bí ẩn đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trên trang mạng xã hội TikTok. Có thể nói là một trong những nền tảng có nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Hiện tượng đó là về một hoặc những người phụ nữ không rõ danh tính xuất hiện dưới đường phố của đất nước Serbia vào ban đêm. Cô ấy sẽ nhảy một điệu nhảy giống với vũ điệu Kolo, điệu nhảy truyền thống dân gian của người Serbia. Nếu bạn bắt chuyện với cô ấy, hoặc chỉ đơn giản là để cô ấy phát hiện ra bạn, thì cô ấy sẽ đuổi theo bạn với một món vũ khí trên tay, và chắc chắn kết cục sẽ không hề tốt đẹp gì đâu nếu cô ấy bắt được bạn. Mặc dù bắt nguồn từ Serbia, nhưng cô gái này đã được nhiều người dùng quay lại và bắt gặp ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Và như với mọi sự việc và tranh luận ở trên Internet, sẽ có nhiều phe phái được sinh ra. Nhiều người tin rằng hiện tượng này hoàn toàn là có thật, và cũng có nhiều người cho rằng đây chỉ là một trò lừa gạt được dàn dựng, thậm chí trở thành một trò cười với không ít người dùng trên Internet. Xin chào, lại là tôi đây. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về Serbian Dancing Lady, một hiện tượng trên mạng xã hội đã từng xuất hiện ở khắp mọi nơi, ít nhất là vào khoảng 2-3 tháng trước. Xin lỗi vì tôi bắt trend hơi chậm. Để có thể hiểu rõ hơn về hiện tượng này, thì trước tiên, chúng ta sẽ phải tìm về nguồn gốc của nó đã. Video đầu tiên của Serbian Dancing Lady được xuất hiện vào năm 2019 ở trên một trang báo của Serbia, nói về sự xuất hiện của một người phụ nữ bí ẩn nhảy múa một mình dưới đường phố của Serbia vào buổi đêm. Trang báo đó nói rằng người phụ nữ đó mặc bộ trang phục truyền thống của Serbia, có thể xuất hiện ở bất kỳ một con đường nào và nhảy múa. Hiện tượng này trở nên phổ biến đến mức các sở cảnh sát của Serbia đã được thông báo về nó. Dù vậy, thì họ cũng không hề tỏ ra nghiêm túc với vụ việc này, vì chưa hề có một vụ tấn công nào được thông báo liên quan đến cô gái nhảy múa đó cả. Tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy chỉ nằm ở trong những video trên mạng kia thôi. Có nhiều người dùng trên mạng cũng bắt đầu đưa ra những thông tin và giả thuyết của riêng họ, như là cô gái ấy có thể sẽ ăn mặc rất bình thường, đi bộ ở trên đường và sẽ bắt đầu nhảy múa khi có người hoặc các phương tiện giao thông đi qua. Sau đó sẽ cố để tấn công họ bằng con dao trên tay mình. Và như mọi cơn sốt ở trên mạng xã hội, sau khi nổi lên như cồn và xuất hiện ở khắp mọi nơi, thì hiện tượng về Serbian Dancing Lady cũng bắt đầu lắng xuống. Cho đến đầu năm 2023, cụ thể là vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, một người dùng trên TikTok đã đăng tải một video lên nền tảng này và nó đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Một lần nữa, với hơn 100 triệu lượt xem, khởi đầu cho hàng loạt các video khác quay lại sự xuất hiện của Serbian Dancing Lady, cùng với đó là những video phân tích và giả thuyết. To be bad luck if you make eye contact with her, which she did. It's scary because there's been so many sightings of this lady recently. What do you guys think about this? Let me know. Vậy, cô gái bí ẩn nhảy múa trên những con đường vào ban đêm sẽ tấn công bạn nếu bạn tương tác với cô ấy. Có thật hay không? Dựa trên những manh mối mà chúng ta có, thì tất cả đều nằm trong những video ở trên mạng. Có duy nhất một video này mà tôi tìm thấy được ở trên YouTube, có thể liên quan đến Serbian Dancing Lady mà có vẻ như đến từ một nguồn đáng tin cậy. Pa sve do neveste obučene u belo koja tera vozače sa puta. Pre nekoliko dana na društvenim mrežama osvanuo je snimak. Đó là từ một chương trình bản tin của Serbia, nói về những lần chạm trán với một người phụ nữ đang trong trạng thái không bình thường và sẽ tấn công bạn nếu đến gần. Ok, có vẻ như là một bằng chứng khá là sắt đá, vì toàn bộ video này toàn là tiếng Serbia, nên tôi đã phải sử dụng phần mềm dịch thuật để có thể hiểu được họ đang nói gì. Và tôi rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng chúng ta chẳng có những thông tin gì mới cả. Thứ nhất là người phụ nữ được miêu tả trong bảng tin này không hề trùng khớp với hình tượng Serbian Dancing Lady. Khi thay vì mặc bộ đồ truyền thống thì cô sẽ mặc một bộ trang phục màu trắng với một khuôn mặt xinh đẹp. Với một chi tiết quan trọng nữa là cô ấy không hề nhảy múa gì cả. Thay vào đó, sẽ chỉ đứng nhìn chằm chằm vào những người đi qua đường và những chiếc xe qua lại. Ở trong bảng tin đó, thì họ đã tập hợp 5 phóng viên nữ vào một buổi tối này. Tất cả họ sẽ cố gắng đi tìm cô gái bí ẩn trên đường phố kia. Và mặc dù cuộc tìm kiếm kéo dài đến tận 3 giờ sáng, thì đến cuối cùng họ cũng chẳng tìm thấy thêm được manh mối gì nữa cả. Mặc dù theo tôi thì Serbian Dancing Lady không có thật và chỉ là một trend ở trên TikTok, thì vào năm 2019 đã thực sự có những báo cáo của người dân Serbia về việc nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ truyền thống và cầm một con dao. Cô ấy sẽ nhảy chặn trước những phương tiện giao thông và đe dọa họ với vũ khí của mình. Đây hẳn là nguồn cảm hứng cho video đầu tiên và các câu chuyện về Serbian Dancing Lady. Vậy là đến cuối cùng cũng chẳng có thêm manh mối gì thực sự cho thấy rằng Serbian Dancing Lady là có thật cả. Tất cả chỉ là một phong trào trên TikTok như là mọi phong trào khác mà thôi. Và tôi nghĩ rất nhiều người không cần xem đến cái video này thì cũng biết rồi. Khi hiện tượng này nổi lên thì kéo theo đó có cả đống các video khác tương tự cũng được đăng lên. Nhưng như các bạn thấy đấy, cho đến thời điểm hiện tại, khi mà sức nóng của câu chuyện này đã lắng xuống rồi, thì tao đâu còn thấy những video nào mới về Serbian Dancing Lady nữa đâu. Mặc dù vậy, đi ngoài đường vào ban đêm vẫn là một việc mà ta cần phải cực kỳ cảnh giác. Có thể bạn sẽ không bắt gặp một người phụ nữ nhảy múa kỳ lạ đâu, nhưng việc gặp phải những tên biến thái, thần kinh không ổn định, và tệ hơn nữa là có mang theo vũ khí thì hoàn toàn là có thể đấy. Hãy cẩn thận vào ban đêm. Video này đến đây là hết rồi. Tôi đã cố gắng để có thể thu thập được nhiều thông tin nhất có thể, nhưng sự thật thì rất đơn giản, và vì thế video này cũng khá là ngắn. Nếu thích video này thì hãy ủng hộ bằng cách like và subscribe nhé. Hãy bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Và nếu muốn bàn luận thêm thì hãy cứ comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn vì đã đón xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.